Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Ok. Rồi bây trở lại thì mình sẽ tô một cái anh tràng mặc đồ này thì nói chung là cũng là dạng bình dân đó các bạn, chứ không có phải là quyền thế gì đâu nha, dạng bình dân thôi. Cho nên là mình cũng sẽ tô mèo bình dân chẳng thôi nha các bạn. Đó, thì tóc anh này màu nâu nhưng không, mình sẽ cho một cái màu đen. Nhìn cho không to mà bạc đi anh, cho anh này là kiểu dân chơi các bạn, dân chơi nữa, màu sẽ cho màu bạc nhá. Sao tự nhiên cái cổ họng cứ mới ói hoài ta, kỳ cục kẹo vậy ta. Ê, cái mũi của em á, hồi nãy anh lúc mà em xuất thuốc anh, nó lại còn chảy một chút xíu mũ anh. Có thể có phải là do em hay đụng rồi cái nó chưa lạnh, nó không lạnh không? Đúng rồi, đừng đụng nhiều nữa. Nhiều mà lâu lạnh được. Cả tháng mấy rồi đó. Với lại bữa hổm cái bữa mới anh đó là em trúng cái khăn em gọi đầu đó, 4-5 bữa trước đó, cái là nó bị chảy máu luôn mà. Nhưng mà hồi nãy em lặn cái viên xuống đem xức thuốc vô nó không còn đau, nó chảy thì chảy mà nó không có đau, bữa hổm thì nó đau chứ giờ nó không đau. Cũng hên là em kiên cử quá trời, em kiên biết bao lâu luôn không ơi anh ha. Kiên công nhận đỉnh thiệt, lần này mới thấy là bản thân mình kiên ghê luôn á. Rồi tiếp tục là sẽ tới màu kem sáng nha mọi người, thay vì màu vàng thì mình sẽ không tô vàng, à không, mình sẽ tô vàng nhưng mà mình sẽ tô vàng không có nổi, vàng dạng vàng cát các bạn, vàng màu cát kiểu như nó ngà ngà xuống các bạn. Rồi mình sẽ tô cho cái phần áo ha, nguyên cái áo của anh này là sẽ là một cái màu vàng này nha. Ồ, anh này mặc đồ cũng không có quá nổi, không có phải là quá ấy đâu, nhưng mà mình thì mình không thích mấy cái quần tím mà sao mà hay quần tím quá, hay tím quá vậy. Nhưng mà nếu mà có tô tím thì mình cũng sẽ tô tím đậm, không có tô tím nhạt quá ha mọi người. Mình sẽ đè xuống cho nó thiệt là đậm xuống. Quay xong clip này mình sẽ đi skin care, đi tẩy trang, đi xức kem mới được, xức thêm lớp kem nữa, xức thêm một lớp kem bụng, kem body, xong rồi mới lên coi đồ và đặt đồ. Mình đặt đồ thì cũng từ 4-5 ngày, ngày mai mốt có lương này. Đặt đồ rẻ thôi, đặt cho mắt, đặt mắt làm gì. Ây da, kìa, nó lăn tới đây rồi kìa. Còn mình nó lăn hồi rồi tới đây, tới giường, tới chỗ mình quay clip luôn. Đó, mình sẽ tô. Có ngực hay sao mà nó lăn dữ hằng. Cho bắt vô các bạn, ngày mai sáng thức sớm lạnh teo chim luôn. Đó, đây mình đã tô xong cái áo màu vàng cát rồi các bạn thấy không? Nó giống như màu vàng cát ha. Nó các bạn mà tô đậm là nó sẽ ra mới đúng cái màu của nó nha, tô lật là không đúng. Rồi mình sẽ tô một màu tím đậm cho cái quần. Còn nó giật mình hay sao đây. Rồi mình sẽ tô màu tím. Tím thủy chung, tím mộng mơ. Cái tô màu tím này thấy giống nè. Mọi người nhìn một đường thôi mọi người thấy giống không? Không, ánh đèn dạ mọi người nhìn thấy chắc là vẫn là khác đó, nhưng mà nếu mà mình nhìn ở bên ngoài nha là nó giống mọi người, nó tương đối giống với cái màu mẫu mọi người. Tím mộng mơ, tím thị trung. Các bạn cứ tô cho đậm đậm đi nhá thì nó mới lên màu, nó sẽ đẹp. Mỏi. Anh ơi. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ôi ngủ đi con. Tiếp tục
chuột đó hả? Ấy em lấy và cắt bình sữa cho nó uống để cho nó ngủ lại nhanh lên, để nó thức luôn, cắt bình sữa cho nó đi. Rồi sao mà em nó bắt đầu rồi tiếp tục tới màu đỏ nha. Uống sữa nha. Chuột đó, màu đỏ chỉ cái phần này. Chuột đâu? Chuột chết hả? Má chuột ơi, chuột ngoại em chơi sơ ngủ chuột ơi. Rồi màu đỏ mình sẽ tô đậm nha mọi người nha. Chuột nó chơi sơ ngủ hả? Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Chưa từng hát, nó uống xong nó tự động ngủ rồi. Hát nó thích là tao quýnh mày đó. Rồi tiếp tục tới cái phần này nha. Mai nhớt nhắc con bé con cụ nghe chàng chiếc sen cũ không thôi, giờ bến có cái gì chó chơi. Ông bà ngoại ngày mai làm hàng gạo thì chị bà để xe điều khiển vô chưa? Rồi để xe điều khiển vô con cặp trước rồi xem sao quên. Cái lại máy xay rồi bàn chải đánh răng của nó xuống. Bàn chải đánh răng sáng nào cũng bắt nhe răng em đánh. Rồi ngày mai sáng thức em lau mình chứ không có tắm nữa, sáng lạnh lắm lau mà nước nóng xong rồi cái thoa phấn này kia nọ. Thả phấn thì xong mình bỏ mấy cái đó vào trong cái bị đó là xong. Ok thì video này đến đây là kết thúc các bạn. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video lần sau nha.